Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị em. Đầu tiên cho phép Văn Hội xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị em đã luôn tin tưởng và ủng hộ Văn Hội trong suốt thời gian qua. Trong clip mới nhất của đầu xuân năm 2022 ngày hôm nay, chúng ta lại một lần nữa cập nhật bảng giá mới nhất của tất cả các dòng xe Toyota trong những ngày giữa tháng 2 đón xuân mới như thế này. Xả kho giảm 50% thuế trước bạ và đặc biệt rất nhiều model mới sẽ được ra mắt trong tháng 2 này và đầu những ngày tháng 3. Chi tiết là như thế nào? Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Và để khởi động cho những ngày đầu xuân mới năm 2022, ngoài việc là đang hỗ trợ giảm 50% thuế trước bạ cho tất cả những dòng xe lắp ráp trong nước, thì trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cập nhật đầu tiên, đó chính là những dòng xe phiên bản mới năm 2022 sắp được ra mắt. Chiếc xe đầu tiên đó chính là dòng MPV 7 chỗ ngồi Toyota Veloz 2022. 7 chỗ anh chị nhé. Tuyệt vời không ạ? Một dòng xe chỉ có từ hơn 600 triệu đồng thôi. Hiện tại thì đại lý chúng tôi đang nhận đặt những cái đơn hàng đầu tiên để giao sớm trong những ngày đầu tháng 3, tháng 4 năm 2022 này. Không chỉ có vậy, một model xe thứ hai đó chính là dòng sedan hạng C cao cấp Toyota Corolla Altis năm 2022 thì chúng ta cũng sẽ đang bắt đầu nhận đơn hàng đầu tiên. Và những ngày đầu tháng 3 này, chắc chắn Altis 2022 cũng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Không chỉ có vậy, những mẫu xe vừa được ra mắt như là Camry 2022 thì tới đây chúng tôi đang sẵn xe đủ màu để giao ngay. Đặc biệt nhất nữa là gì ạ? Đó chính là chiếc xe Toyota Ray 2022 cùng với chiếc xe Toyota Cross đang hot nhất thị trường, sẵn xe đủ màu để giao ngay. Cùng với đó, nhiều chương trình khuyến mại chi tiết cho từng model là như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi clip tiếp theo sau đây. Vâng, đến với model xe đầu tiên, dòng xe SUV 5 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Toyota Corolla Cross phiên bản mới nhất năm 2022. Nâng cấp rất nhiều tính năng, đặc biệt nhất là tiêu chuẩn khí thải Euro 5, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động giải từ 0 km. Quá tuyệt vời rồi không ạ? Với mức giá trong những ngày đầu tháng 2 chào xuân mới này, với 3 phiên bản từ 730 triệu đồng cho phiên bản 1.8G, trong khi đó người Anh 1.8V với giá là 830 triệu đồng và phiên bản Hybrid sang điện sẽ có mức giá là 910 triệu đồng. Chắc chắn rồi, những màu trắng ngọc trai như bên cạnh anh chị ở đây có mức giá cộng thêm 8 triệu đồng. Những ngày chào xuân này, Cross sẵn xe đủ tất cả các màu sắc để giao ngay cho anh chị cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Chi tiết là như thế nào? Hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Chúng tôi giao online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Còn bây giờ chúng ta sang ngay một dòng xe hot nhất thị trường, Toyota Vios. Toyota Vios 2022 được Toyota Việt Nam đưa ra mức giá với 3 phiên bản có giá trong những ngày giữa tháng 2 đầu xuân mới này lần lượt từ 478 triệu đồng cho phiên bản 1.5e số sàn, trong khi đó là phiên bản 1.5e CVT sẽ có mức giá là 531 triệu đồng và phiên bản 1.5G sẽ có mức giá là 581 triệu đồng. Những màu trắng ngọc trai cũng sẽ cộng thêm 8 triệu. Nhưng điều ấn tượng nhất là gì ạ? Trong những ngày đầu xuân này, ngoài việc được giảm 50% thuế trước bạ, còn gì nữa nào? Chúng ta còn được trừ trực tiếp bằng tiền mặt, tặng những gói phụ kiện và những gói bảo hiểm thân vỏ cao cấp, giảm tổng khuyến mại lên đến vài chục triệu đồng. Thì chi tiết là như thế nào mà lăn bánh Vios chỉ còn từ hơn 400 triệu đồng? Hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta sang ngay một dòng xe SUV 7 chỗ ngồi Fortuner, xin mời anh chị. Bên cạnh anh chị đó chính là dòng xe Toyota Fortuner, dòng xe SUV 7 chỗ ngồi. Vừa rồi thì phiên bản mới nhất năm 2022, Toyota đã đưa ra hai phiên bản máy xăng với nhiều nâng cấp, có mức giá từ 1 tỷ 154 triệu đồng cho phiên bản 2.7 một cầu, trong khi đó người Anh là hai cầu có mức giá là 1 tỷ 244 triệu đồng. Bên cạnh anh chị ở đây, ấn tượng không ạ? Đây là phiên bản 2.7 máy xăng 2 cầu. Cùng với đó thì phiên bản máy dầu từ phiên bản số sàn mức giá từ 995 triệu đồng đến phiên bản cao cấp nhất là 1 tỷ 426 triệu đồng. Những phiên bản máy dầu đang được hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Không chỉ có vậy, đầu xuân mới này,
cả phiên bản máy xăng và máy dầu thì đại lý chúng tôi là gì? Sẵn xe đủ tất cả các màu sắc để giao ngay, giao toàn quốc, giảm lên đến vài chục triệu đồng. Hỗ trợ giao online, giao toàn quốc cho tất cả các vùng miền. Trả góp đâu đó chỉ từ 350 triệu đồng là một chiếc Fortuner 2022 đã nằm trong nhà anh chị rồi. Chi tiết là như thế nào? Hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta sang ngay một dòng sedan hạng D cao cấp Camry. Xin mời anh chị. Toyota Camry, dòng xe phân khúc sedan hạng D cao cấp, được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, vừa được giới thiệu xong, với 4 tùy chọn. Bên cạnh anh chị, phiên bản 2.0G có mức giá chỉ từ là 1 tỷ 050 triệu đồng cho một dòng xe phân khúc hạng D cao cấp. Trong khi đó là phiên bản 2.0Q, đó chính là phiên bản lần đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam, có mức giá là 1 tỷ 167 triệu đồng. Và người Anh, 2.5Q có mức giá là 1 tỷ 349 triệu đồng. Và phiên bản cao cấp nhất đó chính là phiên bản xăng điện Toyota Camry 2.5 Hybrid sẽ có mức giá là 1 tỷ 441 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện nay thì trong những ngày đầu xuân chúng tôi sẽ sẵn xe đủ màu để giao ngay cho anh chị. Camry thì có hai tông màu nội thất, đó chính là màu kem cũng như là màu đen. Chi tiết là như thế nào? Giao online, giao toàn quốc. Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta sang ngay một dòng xe tiếp theo. Và model tiếp theo đó chính là chiếc xe Toyota Ray 2022 vừa được ra mắt. Trong những ngày tháng mới như thế này thì chúng ta sẽ có mức giá là 527 triệu đồng cho một chiếc xe Toyota Ray, dòng xe SUV gầm cao 5 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc, sử dụng động cơ turbo. Xe trang bị lên đến 7 màu sắc, với những màu trắng, ngọc trai và màu nóc đen sẽ có giá là 535 triệu đồng. Giao xe sớm, giao online, giao toàn quốc. Chi tiết là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang ngay một dòng xe tiếp theo. Xin mời anh chị. Và bên cạnh anh chị đó chính là chiếc Toyota Prado model mới nhất năm 2022 đã được Toyota Việt Nam chính thức đưa ra thị trường Việt Nam rồi. Và chúng ta cùng cập nhật bảng giá nào. Với giá niêm yết từ 2 tỷ 548 triệu đồng với 8 màu sắc lựa chọn, và màu trắng ngọc trai sẽ là 2 tỷ 559 triệu đồng. Sẽ sẵn xe đủ màu, giao ngay, giao rất sớm cho anh chị. Chi tiết là như thế nào? Hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với người Anh của Prado, đó chính là chiếc Land Cruiser. Xin mời anh chị. Người Anh của Toyota Vios, đó chính là chiếc Toyota Yaris. Yaris cũng đã sẵn xe phiên bản năm 2022 đủ màu để giao ngay cho anh chị. Đặc biệt nhất là những cái màu nổi bật như là màu đỏ và màu trắng. Mức giá niêm yết là 668 triệu đồng, kèm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm đến vài chục triệu đồng. Chúng ta cập nhật luôn ạ. Một dòng MPV 7 chỗ ngồi đến 8 chỗ ngồi, đó chính là chiếc xe Toyota Innova, đang hỗ trợ 50% thuế trước bạ, có mức giá lần lượt từ 750 triệu đồng đến 989 triệu đồng. Trong những ngày đầu xuân này đang sẵn hàng đủ màu để giao ngay cho anh chị cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Và một người em đó chính là chiếc xe Toyota Rush, mức giá 634 triệu đồng, cũng đang được hỗ trợ. Cái lượng xe thì không có nhiều đâu ạ. Vì sao? Vì một chiếc xe sắp ra mắt như Văn Hội nói ở đầu clip, chiếc Veloz sắp chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thành ra Rút anh chị phải thật nhanh tay để sở hữu ngay một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Nào, chúng ta tìm hiểu thêm người Anh cao cấp 7 chỗ ngồi Toyota Land Cruiser Prado model mới nhất 2022. Những ngày đầu xuân này cũng sẽ sẵn xe đủ màu để giao ngay cho anh chị. Mức giá là từ 2 tỷ 548 triệu đồng. Và những màu trắng ngọc trai sẽ mức giá là 2 tỷ 559 triệu đồng. Trên Prado chắc chắn đó chính là chiếc xe Toyota Land Cruiser, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sử dụng động cơ 3.5 turbo tăng áp, có mức giá là 4 tỷ 00 cho phiên bản mới nhất năm 2022, vừa được cập nhật mới. Tuyệt vời đúng không ạ? Cũng sẽ giao xe rất sớm cho anh chị thôi. Chi tiết là như thế nào? Còn một cái phiên bản nữa mà rất nhiều anh chị hỏi, đó chính là chiếc Alphard Boeing mặt đất, sẽ có mức giá là 4 tỷ 240 triệu đồng. Và người em Toyota Grand Via 9 chỗ ngồi có mức giá là 3 tỷ 072 triệu đồng. Một dòng xe 15 chỗ ngồi Toyota Hiace mức giá là 1 tỷ 176 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta có cập nhật thêm một dòng xe nào. Đó chính là một chiếc bán tải Toyota Hilux 2022,
tạm thời sắp ra tại thị trường Việt Nam thì chúng ta cập nhật nhanh. Ở cái thế hệ cũ sẽ có mức giá từ 628 đến 913 triệu đồng. Để xem rằng là ở phiên bản thế hệ mới tiêu chuẩn khí thải Euro 5 sẽ có mức giá là như thế nào. Chúng tôi sắp tới cũng sẽ nhận đặt hàng để giao rất sớm cho anh chị. Vậy từ đầu đến giờ thì chúng ta còn có cập nhật thêm, đó chính là một chiếc xe WeGo phân khúc hạng A. Tuyệt vời không ạ? Mức giá từ 352 triệu đồng đến 385 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Sẽ sẵn xe để đủ màu giao sớm cho anh chị cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đó chính là cập nhật mới nhất cũng như là những thông tin về một chiếc xe Veloz 7 chỗ 2A-Tiz 2022 chuẩn bị ra mắt tại thị trường Việt Nam. Còn những dòng xe, sản phẩm mới nào nữa, anh chị chưa biết, hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!